Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn phương pháp pha cà phê bằng bình siphon. Để sử dụng phương pháp pha này, chúng ta sẽ sử dụng cà phê hạt Arabica. Các bạn lưu ý là chúng ta nên sử dụng cà phê hạt tươi để cho ly cà phê có chất lượng tốt nhất. Để pha bình siphon với định lượng 2 cắp, chúng ta sử dụng 30g cà phê. Để pha được 2 cắp cà phê bằng bình siphon, chúng ta sẽ sử dụng khoảng 270ml nước. Trên đây là toàn bộ quá trình để pha cà phê bằng phương pháp bình siphon. Chúc bạn thành công với phương pháp này.